Hôm nay trước ban thờ, anh đoàn nguyện trọn đời bên em. Khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bệnh hoạn hay lúc bình an, hứa muôn đời luôn gần bên em, để yêu thương, để kính trọng em mỗi ngày trong đời anh. Hôm nay trước ban thờ, em đoàn nguyện trọn đời bên anh. Khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bình hoạn hay lúc bình an, hứa muôn đời luôn gần bên anh, để yêu thương, để kính trọng anh mỗi ngày trong đời em. Từng giây phút có nhau trong đời, niềm vui phơi phới phong ân tuyệt vời, bên người như mùa xuân mới, cùng bên nhau sống vui ngày mới, tin yêu muôn đời, niềm hạnh phúc chân lan mãi không hề. Chiếc nhẫn này giờ nên nhân chứng, ân tình này dâng hết cho em, con đường này vui bước cùng em. Dẫu thế giới xoay vần chuyển chuyển, hứa yêu em không chút đổi thay, tháng ngày trong đời anh. Phơi phới phúc ân tuyệt vời, bên người như mùa xuân mới, cùng bên nhau sống vui ngày mới, tin yêu muôn đời, niềm hạnh phúc chân lớn mãi không hề vơi, niềm hạnh phúc chân
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cộng đoàn, kính thưa bà con hai họ, sáng hôm nay cộng đoàn chúng ta quy tụ về ngôi thánh đường của giáo xứ Hoàng Nguyên cùng với đôi bạn trẻ hân hoan trong ngày anh chị anh Phêrô Nguyễn Văn Huy và chị Maria Lại Thị Kiều Trang đến trước mặt Chúa cùng toàn thể cộng đoàn để mà kết ước với nhau. Hôm nay trong lời giao ước nên duyên vợ chồng, cử hành phục vụ đặc biệt do Chúa Kitô thiết lập sẽ thánh hóa cho anh chị trở thành một bí tích cao cả. Chia sẻ trong niềm vui thành hôn của ngày hôm nay, không quý gì hơn là chúng ta cùng với anh chị, cùng với những người thân yêu của anh chị hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Chúa, đồng thời cầu nguyện cho anh chị lãnh nhận được dồi dào ơn Chúa qua bí tích hôn nhân, để rồi giúp đỡ anh chị trở thành một gia đình mới, một gia đình như Chúa mong ước, một gia đình làm phát triển cho giáo hội, một gia đình theo gương mẫu gia đình Thánh Nazareth năm xưa. Trong tâm tình đó, giờ đây xin cộng đoàn chúng ta cùng hân hoan bước vào thánh lễ đặc biệt này để cầu nguyện cho anh chị. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, vào lúc khởi đầu nhân loại trên đà tăng trưởng, Chúa ban phúc cho dòng dõi đã gia tăng. Xin Chúa thương nhận lời chúng con khẩn cầu mà tuôn đổ muôn vàn phúc lành xuống trên các tôi tớ Chúa đây là anh Phêrô Nguyễn Văn Huy và chị Maria Lại Thị Kiều Trinh để sống trong cuộc sống vợ chồng. Họ được liên kết với nhau bằng một tình yêu, bằng cùng một ý hướng và bằng một sự thánh thiện của nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con,
người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Sáng Thế. Đức Chúa là Thiên Chúa phán: Con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy đất lận ra, mọi dã thú, mọi chim trời và dẫn đến với con người. Xem con người gọi chúng là gì, hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là thế. Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng. Đức Chúa là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra và lắp thịt thế vào. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người. Con người nói: Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, làng sẽ được gọi là đàn bà vì đã được rút từ đàn ông ra. Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ và mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. Đó là lời Chúa. Cho những ai tôn sợ Thiên Chúa, phúc cho những ai sống theo lời Người. Hiền thế trong gia cư bạn như một thân nhỏ tốt tươi, làng đem bao nhiêu hoan lạc với muôn trái thơm dịu ngọt lầy đây vây chung quanh bạn. Đàn con khôn ngoan xinh đẹp tựa như ô liu xanh dần trôi lo đang lớn Chúa thương. Cho những ai tôn sợ Thiên Chúa, cho những ai sống theo lời Người. Người thương luôn ban cho bạn an bình hân hoan sương vui, vì đây bao nhiêu phúc lòng chưa tràn suốt trong một đời. Bạn ơi, công lao tay bạn dài lâu ra hoa thơm nụ, mừng cho Sion hương thịnh và vui con cháu lớn khôn tài hoa. Tán tụng danh Cha suốt đời, Ngài ban cho con gia đình, có mẹ có cha an bình, niềm vui con sẽ lãnh nhận, dựng xây mái ấm lâu bền, tình yêu mãi thắm tươi mau, cùng ca khen Chúa cho đời con.
Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô: Thưa anh em hãy sống trong tình bác ái như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và vì chúng ta đã lộp mình làm hiến tế. Vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy phục tùng lẫn nhau. Người làm vợ hãy phục tùng chồng như phục tùng Chúa. Vì chồng là đầu của vợ cũng như Đức Kitô là đầu của hội thánh. Chính người là đấng cứu chuộc hội thánh, thân thể của người. Và như hội thánh phục tùng Đức Kitô thế nào thì vợ cũng phải phục tùng chồng như vậy trong mọi sự. Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Như vậy, người thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hàng sống, để trước mặt người có một hội thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tì ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình, yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc hội thánh, vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của người. Sách Kinh có lời chép rằng, chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ trở thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi nói về Đức Kitô và hội thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy có mấy người Pha-ri-siêu đến gần Đức Giêsu để thử người. Họ nói: Thưa thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Người đáp: Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và người phán: Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly? Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cô dâu vừa đọc bài tin mừng, vừa đọc bài sách sáng thế. Khi mỗi lần đọc bài này thì chắc có lẽ rất nhiều người chúng ta đặt câu hỏi: con người ở một mình không tốt. Vậy các cha, các sơ, các thầy ở mình một mình không tốt, có phải vậy không? Lời Chúa vừa nói với chúng ta. Cho nên anh Phêrô Huy, trên thế giới này gần 8 tỷ người,
Bao nhiêu người hàng xóm, cô hàng xóm bên cạnh không chọn, lại chọn chị Maria Lại Thị Kiều Trang. Hai xứ khác nhau, cách xa nhau. Ngược lại cũng vậy, chị Maria Lại Thị Kiều Trinh, bao nhiêu người anh hàng xóm vậy mà không chọn, chọn đúng anh Huy. Ở một mình không tốt cho nên anh đã đi tìm được chị, chị đã đi tìm được anh. Vậy chúng tôi ở một mình không hề tốt. Thưa không phải, chúng tôi cũng đã kết hôn. Các cha, các sơ, các nam nữ tu sĩ cũng đã kết hôn. Chúng tôi đã kết hôn với một Đức Lang Quân, một tình yêu rộng lớn, đó là Đức Giê-xu. Một tình yêu mà Thánh Phaolô nói cho chúng ta rất là tuyệt vời trong bài đọc thứ hai chú rể vừa đọc. Ngài đã sánh ví tình yêu vợ chồng như là tình yêu của Đức Kitô dành cho Hội Thánh. Một tình yêu cao cả không gì sánh ví bằng được. Chúng ta thấy Chúa đã dắt Eva đến cùng Adam để làm bạn đời. Hôm nay Chúa cũng dắt chị Maria Lại Thị Kiều Trinh đến với anh Huy. Không phải ngẫu nhiên, tôi đã nói bao nhiêu người không chọn, chọn đúng chị. Còn anh cũng vậy, chị cũng vậy. Chúng ta hãy trân trọng món quà mà Thiên Chúa đem đến cho mình. Cho nên trong bài đọc một, trong bài tin mừng, chúng ta thấy một vợ một chồng là luật ngàn đời của Thiên Chúa, được ra gọi là thiên luật. Đã là thiên luật không có gì thay đổi được. Còn nhân luật là luật do con người chúng ta đặt ra, có thể sửa đổi theo thời gian, theo địa lý được. Ở đây chắc chắn không ai muốn san sẻ. Anh Huy có muốn san sẻ tình yêu của mình cho người thứ ba không? Chắc không rồi. Chị cũng vậy. Hơn nữa, một vợ một chồng là một yếu tố đem lại hạnh phúc cho gia đình, Công giáo chúng ta cũng như mỗi gia đình. Một vợ một chồng là thiên luật. Chúng ta thấy khi tạo dựng, Thiên Chúa đã tạo dựng Adam và Eva, cả hai sẽ thành một xương một thịt. Chỉ khi nào con người phạm tội, con người xa lầy vào tội lỗi mới có chế độ đa thê. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tiếp đến trong bài tin mừng, chúng ta thấy chính Đức Giê-xu đã tranh luận với những người Pha-ri-siêu và biệt phái về vấn đề ly dị. Ngài đã nhắc lại ý định ngàn đời của Thiên Chúa. Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và cả hai đã thành một xương một thịt, hai nhưng là một. Chúng ta thấy theo triết lý Đông Phương, hoặc là chúng ta vẫn còn bài hát mình với ta tuy hai là một, ta với mình tuy một là hai. Tình yêu nối kết nơi nơi, ta yêu nhau quá tuy hai hóa ra là một. Một tình yêu, một cuộc sống, một hạnh phúc và một trách nhiệm. Nhưng chúng ta cũng phải có tôn trọng sự khác biệt của nhau. Như bài đọc 2 chúng ta thấy, Thánh Phaolô nói có ai ghét thân xác của mình bao giờ không? Không đúng không ạ? Ai cũng yêu quý thân xác mình. Vì vậy, người bạn đời mà Chúa đem đến cho chúng ta hôm nay trở nên một xương một thịt là chính chúng ta. Nhiều khi bảo rằng có một người giận quá đánh vợ, cái tôi hỏi tại sao vậy? Ô, cha không nghe à? Con đánh con đi chứ. Hỏi sao? Bảo hai là một, vợ con với con là một, cho nên con đánh vợ con là con đánh con. Con thấy con hư quá, con đánh, tự đánh con đấy chứ, có được không? Thưa không, tuy hai là một nhưng có sự khác biệt rõ ràng. Hai nhưng là một. Chúng ta thấy tuy một gia đình nhưng có sự khác biệt vì sở thích, sở thú, tính tình, đúng không ạ? Anh thích ăn ngọt, em thích ăn chua. Nhưng chua và ngọt như đường chanh, chanh và đường hòa nên là một nước tuyệt vời. Cho nên chúng ta phải tôn trọng sự khác biệt đó. Thánh Phaolô có nói, ai yêu vợ là yêu chính mình. Hai vợ chồng đã nên một xương một thịt, cho nên không ai ghét mình là vậy. Và đây chính là đặc tính của hôn nhân Kitô giáo chúng ta. Một vợ một chồng sẽ luôn luôn bảo đảm hạnh phúc. Muốn sống hòa thuận,
chúng ta phải nhớ: chồng là đầu, vợ là thân thể, thân thể phải phục tùng đầu mình. Thánh Phaolô bảo thế. Tôn trọng ngược lại, chồng cũng phải biết tôn trọng vợ mình, chứ không phải là đầu thích làm thì làm. Chúng ta thử nghĩ xem, có đầu không mà không có thân thể, không có chân tay thì chúng ta sống sao? Đúng không? Phải phối hợp với nhau mới nên một thân xác hoàn hảo. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta phải tôn trọng nhau, kính trọng nhau là một. Nhưng hơn nữa, chúng ta cũng phải tôn trọng người khác nữa. Người khác đó là ai? Đó là con cái Chúa ban. Chúng ta thấy gia đình trẻ ngày nay nhiều khi quyết định tự mình cho có quyền định đoạt số phận của con cái, chọn lựa không phải con mình như ý mình muốn là mình bỏ thôi. Chúng ta không có quyền đó. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới có quyền ban cho sự sống và lấy đi sự sống. Cho nên chúng ta đến một gia đình mới, chúng ta hãy biết đón nhận sự khác biệt, đón nhận con cái Chúa ban. Đó là điều mà Chúa muốn và giáo hội chúc lành cho mỗi người chúng ta, nhất là gia đình bạn trẻ hôm nay. Kính thưa cộng đoàn, đặc biệt hai bạn trẻ thân mến, hôm nay là ngày hạnh phúc của hai bạn. Chắc chắn các bạn đã, đang và sẽ nhận được rất là nhiều lời chúc phúc tốt đẹp từ gia đình hai bên họ hàng. Nhưng lời cầu chúc ấy mãi chỉ là lời cầu chúc, nếu không được Chúa chúc lành và nếu không được vun đắp bằng những hy sinh, những âm thầm của hai bạn. Trước đây có thể nói hai bạn chỉ sống cho riêng mình, nhưng từ giây phút chuẩn bị các bạn bước vào hứa sẽ giữ lòng chung thủy cho đến trọn đời, thì từ giây phút đó các bạn trở thành vợ chồng, cho nên các bạn phải sống cho nhau. Cho nên anh Huy từ nay thuộc về chọn chị Maria Trinh và phải sống cho chị Trinh. Cũng vậy, chị Trinh cũng phải thuộc chọn về anh Huy và sống chọn cho anh Huy, chứ không thuộc về người khác và không được sống cho người khác. Nhiều khi trước khi về gia đình sống với chung với nhau, đôi khi chắc chắn chúng ta phải biết rằng hôn nhân không phải mãi lúc nào màu hồng đâu. Có những lúc cơm không lành, canh không ngọt. Thường bố mẹ chúng ta thường bảo các con nhá, những lúc như vậy các con cố gắng sống hòa thuận, đóng cửa bảo nhau. Thế rồi có một anh chị mới, một thời gian sau có vấn đề, làng trên xóm dưới biết, bố mẹ đến hỏi: ủa, gia đình con tại sao vậy? Bố mẹ đã dặn rồi, vợ chồng mới với nhau đương nhiên có những điều không hòa hợp thì đóng cửa bảo nhau. Nhưng mà thực sự sống chung chúng ta phải dẹp bớt cái tôi một tí. Mỗi người bỏ cái tôi, cái ý riêng của mình để nhập thành cái chung. Biết anh chị trả lời: vâng, con xin lỗi bố mẹ, con vẫn nhớ đấy chứ. Nhưng mà lúc cãi nhau là không đứa nào chịu ra đóng cửa cả. Đứa nào bảo là anh ra đóng, em ra đóng. Cho nên là lúc cãi nhau cái nào cũng tôi cũng lớn, chẳng đứa nào ra đóng cửa, trên hàng xóm nó biết. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, để có được một hạnh phúc chúng ta phải biết nhường nhịn nhau. Có gì thì đóng cửa bảo nhau. Anh nhất thì tôi nhì, anh hơn thì tôi thứ ba. Như thế gia đình sẽ được hạnh phúc. Ước mong cầu lời cầu chúc cho anh chị mãi mãi chung thủy với nhau, đầu bạc răng long. Không phải chỉ yêu khi bắt đầu chúng ta yêu nhau và cưới nhau. Chúng ta thấy mới yêu nhau thì cái gì cũng tốt đẹp, cái gì cũng hạnh phúc. Giống như anh yêu chị, một chị bên này cầu và bên kia cầu Long Biên. Hàng ngày cứ cuối tuần anh đều qua chợ chị đi chơi bằng chiếc xe đạp cũ. Chúng ta thấy chị hỏi anh: chở em có nặng không? Chả ăn thua gì, em nhẹ lắm. Rồi cưới nhau về 5 năm, 10 năm cũng một chiếc cầu đó mà xe đạp còn xịn hơn nữa chứ. Em cũng hỏi anh: thế bây giờ anh chở em có thấy nặng không? Anh trả lời một câu:
ủa tao tưởng tao là con trâu sao không biết nặng. Cũng một chiếc xe đạp đó, cũng một chiếc cầu đó, nhưng mà tình yêu phai nhạt. Cho nên lời cầu chúc anh chị mãi mãi yêu thương nhau như thuở ban đầu, đó một lời cầu chúc tốt đẹp nhất. Và hôm nay thật là hạnh phúc cho anh chị. Anh chị đã đến trước mặt Chúa đây và trước mặt hội thánh, hiện diện là cộng đoàn của Chúa. Lời cầu chúc của cộng đoàn cầu nguyện cho anh chị sẽ mãi mãi là một gia đình mới, một gia đình được Chúa yêu thương và chúc lành. Và lời cầu chúc đó và một gia đình mới này, giờ đây anh chị chính thức đứng lên và kết ước với nhau qua lời giao ước hôn nhân này. Ước mong sao anh chị trở thành một gia đình như gia đình thánh gia năm xưa. Amen. Anh Phêrô Nguyễn Văn Huy và chị Maria Lại Thị Kiều Trinh rất thân mến. Anh chị cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của anh chị được cụ Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của anh chị và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh, giúp anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhiệm những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích thanh tẩy mà thánh hiến anh chị. Bởi vậy, trước mặt hội thánh, tôi hỏi anh chị về ý định của anh chị. Anh Phêrô Nguyễn Văn Huy và chị Maria Lại Thị Kiều Trang, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Thưa không ạ. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật đức tin và hội thánh không? Thưa có. Thưa có. Bởi vậy, anh chị đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện. Anh chị hãy nắm lấy tay nhau và nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và hội thánh. Anh này, Phêrô Nguyễn Văn Huy, xin nhận Maria Lại Thị Kiều Trinh làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc ốm đau, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em Maria Lại Thị Kiều Trinh nhận anh Phêrô Nguyễn Văn Huy làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận của anh chị vừa tỏ bày trước mặt hội thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên anh chị. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa. Ta. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà anh chị sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Em Maria Lại Thị Kiều Trinh xin nhận lệnh chiếc nhẫn này để làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thành của anh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Phêrô Nguyễn Văn Huy, xin anh hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Giờ đây anh chị đã chính thức nên một với nhau, làm một gia đình mới trong hội thánh của Chúa, làm gia tăng sự phát triển của hội thánh. Xin chúc mừng anh chị và họ hàng hai bên. Mãi mãi cầu chúc cho anh chị là một gia đình gương mẫu,
sẵn sàng đón nhận con cái Chúa ban và giáo dục chúng trong đức tin. Xin cộng đoàn chúng ta nộp một tràng pháo tay để chúc mừng cho anh chị. Thế nhá, giờ đã xong, muốn hay không muốn thì đã xong nhá. Cố gắng chúng ta sống hạnh phúc với nhau, chọn đời đầu bạc răng long. Một lần nữa xin chúc anh mừng anh chị. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là tình yêu. Trong ý định tạo dựng của người, Thiên Chúa đã muốn chúc lành cho đời sống hôn nhân và gia đình. Hôm nay, cùng chung vui với anh chị vừa thành hôn, chúng ta dâng lời tạ ơn và cầu xin tha thiết. Vì hội thánh là hiền thê yêu quý của Chúa Kitô, chúng ta hãy cầu xin Chúa luôn thánh hóa gìn giữ, để hội thánh luôn trong trắng tinh tuyền xứng với sứ mạng của mình. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Vì yêu thương thế gian, Chúa Kitô đã đến chia sẻ cuộc sống con người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các dân tộc được vui sống trong tình bác ái huynh đệ và nỗ lực thể hiện tinh thần tương trợ lẫn nhau. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Vì đời sống gia đình tại trần gian luôn pha lẫn vui buồn, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho anh chị đã thành hôn hôm nay biết luôn ý thức lời kết ước của mình để sống chung tín với Chúa và với nhau. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Vì vai trò cao quý của gia đình, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi gia đình trong giáo xứ luôn thể hiện nơi tổ ấm của mình một cộng đồng đầy lòng tin, chuyên cầu nguyện và góp phần vào chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái tông đồ. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là Cha Chí Thánh, trong ý định yêu thương ngàn đời của Thiên Chúa, Chúa đã thiết lập gia đình trong đời sống hôn nhân. Xin Chúa lắng nghe lời chúng con cầu nguyện và chúc phúc cho anh chị hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Trên bàn tay con đây là tấm Chúa tình này đáng sống.
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Để ca tụng tôn vinh danh Chúa và miêu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa chấp nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho lề luật thánh thiện của hôn nhân, và xin Chúa tận tình chăm sóc công cuộc chính Chúa đã khôn ngoan xếp đặt. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Đức Kitô, Chúa đã ký kết giao ước mới với dân Chúa để dân mà Chúa cứu chuộc. Nhờ mầu nhiệm chết và sống lại của Người sẽ được chung phần thần tính với Người và đồng thừa tự vinh quang của Người trên trời. Qua hôn nhân của người nam và người nữ, Chúa cho thấy Đức Kitô vì lòng từ ái vô biên đang quảng đại ban ân sủng, để điều mà bí tích đang thực hiện sẽ nhắc nhở chúng con chương trình kỳ diệu của tình yêu Chúa. Vì thế, cùng với các thiên thần và đoàn thể các thánh, chúng con ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên cao. Lạy Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và thiên dương Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu,
để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến anh Phêrô, Nguyễn Văn Huy và chị Maria Lại Thị Kiều Trang mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. 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 Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở chúng con nguyện dành Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng chị em thân mến, chúng ta hãy tha thiết kêu cầu phúc lành của Chúa trên anh chị đây. Xin Chúa ban ơn trợ giúp phù trì những người Chúa đã làm nên phong phú nhờ bí tích hôn phối này. Lạy Cha Chí Thánh, đấng tạo thành toàn thể thế giới, Cha đã dựng nên người nam và người nữ giống hình ảnh Cha và đã muốn cho cộng đoàn của họ được tràn đầy phúc lành của Cha. Chúng con khiêm tốn nài xin Cha cho những tôi tớ Cha đây hôm nay được liên kết với nhau nhờ bí tích hôn phối. Lạy Chúa, xin tuôn đổ chan hòa phúc lành của Chúa xuống trên chị Maria Lại Thị Kiều Trang và bạn trăm năm của chị là anh Phêrô Nguyễn Văn Huy. Xin Chúa dùng quyền lực Thánh Thần của Chúa từ trên cao đốt nóng tâm hồn anh chị, để khi vui hưởng sự trao hiến cho nhau trong hôn nhân, anh chị biết dùng con cái điểm tô cho gia đình và làm cho hội thánh được nên phong phú. Lạy Chúa, xin cho anh chị biết ngợi khen Chúa khi vui, tìm đến Chúa khi buồn, khi lao nhọc được vui mừng vì có Chúa hiện diện phù trì, lúc ngặt nghèo cảm thấy Chúa gần bên xoa dịu. Xin cho anh chị biết cầu nguyện nơi cộng đoàn thánh thiện và làm chứng cho Chúa nơi trần gian, để sau khi được cùng với đông đảo bạn bè bao quanh vui hưởng tuổi già diễm phúc, anh chị được đạt tới phúc nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin thương xót chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhớ xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành. Xin mình và máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con cho con được sống muôn đời.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ quyền lực của hy lễ này, xin Chúa lấy lòng ưu ái thánh thiện theo dõi những định chế Chúa đã quan phòng thiết lập, để những người Chúa đã cho liên kết thành một cộng đoàn thánh thiện và đã bổ dưỡng bằng cùng một bánh và cùng một chén, cũng được Chúa làm cho nên tâm đầu ý hiệp trong một tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ anh chị hòa thuận yêu thương nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng anh chị và mãi lưu trong nhà anh chị. Amen. Xin cho anh chị được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Amen. Xin cho anh chị nên nhân chứng tình yêu nơi Chúa cứu thế trần gian, để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy anh chị nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn mà đón nhận anh chị vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị đi bình an. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở, và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy nói với tôi, để được nghe tiếng thơm ngọt ngào. Tình yêu đó đã biến hồn tôi, để từ nay hiến thân vì người. Bạn tình ơi, đây mùa hạnh phúc, để Thiên Chúa thương ban ơn trời. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi. Hãy
được tràn đầy.